Một sáng mùa xuân, bầu trời đầy én bay, một người từ hải ngoại quay về cố hương, mang theo nỗi khát khao về một nhịp cầu, mang theo nỗi ước mơ về. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng sáng thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2021 ở Cancun, nước Mexico. Thưa quý vị, bay mấy ngàn cây số xuống dưới Mexico nơi đây để hưởng không khí mát ấm, để bơi và để nhìn những cảnh rất là đẹp của Cancun. Cảnh đẹp như vậy nhìn ra từ phòng khách sạn của tôi thấy rằng tôi cần phải chia sẻ với quý vị, nên tôi xin đứng ở ngoài uống ly cà phê để chia sẻ với quý vị cảnh sáng trước khi mặt trời mọc của Cancun. Thưa quý vị, hôm qua bản tin nào nóng nhất trên thế giới? Hôm qua tức ngày 3 tháng 3 năm 2021 thứ Tư, bản tin nóng nhất là một bản tin xảy ra từ ngày 1 tháng 2 năm 2021. Nó như một cơm bữa rồi, nhưng mà hôm qua nó nóng là vì quân đội Miến hôm qua đã bắn đạn thật vào đám đông biểu tình. Xin nhắc lại nhanh thôi, vào ngày 1 tháng 2 năm 2021, quân đội Miến dưới sự điều động của thống tướng Hlen, Minh On Hlen, đã nhanh chóng làm cuộc đảo chính, bắt giam những lãnh đạo của Liên minh Dân chủ, của bà Aung San Suu Kyi, của Tổng thống Win Myint, vân vân. Gom hết lại. Và bây giờ đó là họ giam bà Aung San Suu Kyi và ông Minh Win ở nơi một địa điểm không ai biết, sau khi đã xử họ qua một cái phiên tòa trực tuyến cũng không ai được tham dự, thật là bí mật. Thì từ đó tới nay, tức là từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 đến nay, thưa quý vị, hầu như ngày nào cũng có những cuộc biểu tình liên tục với mấy trăm ngàn người tham dự. Người dân xuống đường liên tục chống đối lại cái việc mà họ nói là cầm quyền bất hợp pháp của quân đội. Vì trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2020, Liên minh Dân chủ đã thắng được 83% số phiếu, mà quân đội Miến vẫn nói rằng là cho gian lận bầu cử. Lấy lý do đó và lấy lý do rằng là không giữ những quy định của CDC trong dịch đại dịch Covid-19 nên bắt giam những người đó, nói rằng là sẽ trả lại tự do và dân chủ cho người dân sau một năm, để gọi sẽ gọi là tháo lại hiến pháp và bầu cử lại, thưa quý vị. Thì đó là câu chuyện ngày hôm qua. Nhưng hôm qua đó, theo Associated Press, thưa quý vị, là quân đội Miến vì vấn đề mà cảm thấy rằng là phải giữ vững quyền lực tối đa, nên thấy quần chúng cứ xuống đường như vậy đó mà kêu gọi về không được đó, là họ nổ súng thiệt. Họ nổ súng thiệt thì hôm qua được gọi là ngày đẫm máu nhất từ hôm đó tới nay, là 34 người tử vong. Chuyện này làm cho nhiều cơ quan truyền thông báo chí họ liên tưởng đến việc biến cố Thiên An Môn năm 1989 ở Trung Quốc vào ngày 4 tháng 6. Khi mà thấy người dân cứ biểu tình miết mà đông lên tới đông á, thì Trung Quốc dưới thời kỳ đó là ông Đặng Tử Bình và qua ông Lý Bằng và ông Kiều Thạch là những người đang nắm quyền. Ông Lý Bằng là thủ tướng, ông Kiều Thạch là vấn đề an ninh, đã điều động lộ quân thứ 18 ở tại Ngoại Mông về bắn thẳng và chà đạp lên trên những người biểu tình, gây ra không biết bao nhiêu tử vong. Thì người ta liên tưởng những người mà nắm quyền thực sự họ không muốn nhả ra đó,
thì họ sẽ sẵn sàng nổ súng. Họ sẵn sàng nổ súng chính những người dân của họ. Vì đây họ cho rằng là họ phải bảo vệ cái quyền lực mà họ đang có. Bên phía của Trung Quốc thì họ bảo vệ quyền lực, họ cho rằng đó là quyền lực chính thống. Còn bên phía của Miến Điện họ cũng vậy, họ nói rằng là chứ họ bảo vệ quyền lực chính thống của quân đội, thưa quý vị. Đó là cách làm của quân đội Miến ngày hôm qua. Người ta gọi đó là ngày đẫm máu nhất và là ngày được chú ý nhất của thế giới ngày hôm qua. Vì hôm qua thứ tư, xin lỗi quý vị, thời sự không có bao nhiêu tin tức. Thứ tư, ngày 3 tháng 3, thời sự không có bao nhiêu tin tức. Nên gọi là cuộc bắn vào những người dân biểu tình ở tại Myanmar đã được thế giới chú ý nhất. Thưa quý vị, thì hôm qua bắn vào những người dân không phải chỉ ở một nơi mà là ở nhiều nơi. Trong đó có thành phố Mandalay, thành phố Yangon, vân vân và vân vân. Thì sao thưa quý vị? Có những nhân chứng đã kể lại như sau. Một nhân chứng ở thị trấn ở Bắc Okalapa, thì nhân chứng đó cho biết cảnh sát đã nổ súng không ngừng khi nhiều người lập chướng ngại vật để ngăn cản mà những người biểu tình đã bị cảnh sát bắt. Lúc đầu thì cảnh sát bắn vào cao su và lựu đạn cây, nhưng mà đến khoảng chừng 17 giờ chiều thì cảnh sát và an ninh đã bắn đạn thiệt vào khoảng 100 người còn lại. Họ giải tán luôn. Rồi ở tại Yangon thưa quý vị, thì có một nhân chứng nói rằng là 8 người đã bị bắn chết ngay lập tức khi mà lực lượng an ninh đã sử dụng lúc đầu là vũ khí tự động vào lúc mà ban tối, khi thấy còn ai còn lại là họ bắn hết. Thưa quý vị, chuyện mà ở Myanmar nó có động chạm tới một số người Việt Nam ở nơi đó, được gọi là cộng đồng người Việt ở Myanmar. Cộng đồng người Việt ở Myanmar đó, thì theo thông cáo của Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cho biết là sẽ có những cuộc biểu tình gây khó khăn nên cái chuyến bay cứu trợ của Việt Nam từ Yangon về lại Việt Nam chắc chắn là gặp khó khăn khi mà người dân xuống đường và nhiều nút chặn của cảnh sát, nên Đại sứ quán của Việt Nam tại Myanmar đã ra một thông cáo yêu cầu những công dân Việt Nam từ nơi xa muốn tới Yangon thì nên tới sớm, tới trước một ngày, kiếm chỗ nghỉ, tức là khách sạn đó, ở gần phi trường, vì ra phi trường sẽ gặp khó khăn. Và nếu gặp cái nút chặn á, mà cảnh sát hỏi thì nói rằng là tôi là công dân Việt Nam, tôi được đi về Việt Nam trong cái chuyến bay cứu trợ của chính phủ để tránh cái sự khác biệt giữa người Việt và người Myanmar nếu họ hiểu lầm. Như vậy đó là cuộc xuống đường của người dân ở Myanmar làm ảnh hưởng không những về kinh tế, về chính trị ở khắp Myanmar mà còn ảnh hưởng đến những cộng đồng ở nước ngoài như là người Việt Nam tới sinh sống và làm việc ở tại Myanmar, thưa quý vị. Thông cáo của Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đã nói rõ là người công dân Việt tuân thủ hết tất cả các quy định của chính phủ Myanmar hay là của chính phủ Việt Nam, không đụng tới. Tất cả những gì mà hỏi thì trả lời tôi là công dân Việt Nam, tôi xin trở về Việt Nam trong cái gói cứu trợ chống dịch Covid-19 mà chính phủ Việt Nam vì vấn đề cứu trợ người dân Việt Nam đưa chúng tôi về. Đó là câu chuyện liên quan đến cộng đồng của người Việt Nam. Liên quan đến cộng đồng thế quốc tế, thưa quý vị, thì bên phía của bà đặc phái viên của Liên Hợp Quốc ở tại Myanmar là bà Christine Skrener-Bergener là yêu cầu là thế giới hãy có một cái hành động biện pháp mạnh hơn
khi mà quân đội Miến đã thẳng tay bắn những người dân vô tội không bằng tất sắc. Tới ngày hôm nay, thưa quý vị, như vậy là đã trên 50 người thiệt mạng ở tại Myanmar. Cái ngày thiệt mạng đẫm máu thứ hai đó, đó là ngày 28 tháng 2 năm 2021. Và bây giờ đó, là, tức là trước đây một tuần, bây giờ một tuần sau đó, thì là một cuộc đẫm máu gia tăng đã lên tới 34 người ngày hôm qua. Nên bà Christine Schreiner Bergener, bà kêu gọi thế giới hãy yểm trợ cho người dân Myanmar. Nhưng mà đó, thế giới cũng khó mà yểm trợ cho người dân Myanmar lắm, thưa quý vị. Vì năm ủy viên thường trực của Liên Hợp Quốc gồm có Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc và Nga, thì có hai ủy viên thường trực là Trung Quốc và Nga đã coi cái việc của Myanmar là một nội bộ, một vấn đề nội bộ không thể xen kẽ vào được, nên là đã bị Liên Hiệp Quốc bị trói chân trói tay không làm gì được hết, thưa quý vị. Quý vị hãy nhớ cái nguyên tắc ở tại Liên Hiệp Quốc, Ủy ban Thường trực á, Ủy ban Thường trực Liên Hiệp Quốc, năm ủy viên đó chỉ cần có một ủy viên không đồng ý là không ai làm được gì hết. Và bây giờ là có hai ủy viên, tức là nước Nga và nước Trung Quốc, thì khó mà cứu trợ được cho Myanmar. Nên các quốc gia Tây Phương và nước Mỹ có la lối om sòm kêu gọi trừng phạt cái này, trừng phạt cái nọ. Trên quân đội cũng chả ăn thua gì, như thời kỳ của tướng Ne Win làm đảo chánh năm 1962, cũng như dưới thời kỳ của tướng Thanh Xuê năm 1990 mấy. Nó cứ vậy thôi, không có làm được gì hết, thưa quý vị. Họ nói bằng bao nhiêu đi nữa thì cũng chỉ là la lối, la cho điếc tai vậy thôi, chứ không có đổi được cái số phận của người dân Myanmar. Mà người dân Myanmar mà xuống đường á, thì quý vị đã thấy quân đội họ bắn không nương tay kỳ này. Đó là tình cảnh rất là đau buồn cho người dân Myanmar. Có một quân đội tham quyền cố vị, chia chác quyền lực. Không phải giống như Việt Nam có một bộ đội cụ Hồ anh hùng lo cho nước, lo cho dân. Hôm qua bản tin đó là bản tin cả thế giới chú ý nhiều nhất. Tôi xin chia sẻ đến quý khán thính giả của tôi từ Cancun, nước Mexico, sáng sớm ngày 5 tháng 3 năm 2021 với cảnh phong ở đằng sau rất là đẹp, thưa quý vị, rất là đẹp. Xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.